Này bạn, đúng rồi, bạn đấy. Bạn có muốn đấu tranh vì quyền bình đẳng giới cùng đủ thứ công lý xã hội, vân vân và mây mây trong thế giới game không? Không á? Mình cũng thế. Thế nên khi nhận được lời mời của đứa bạn để chơi Deadlock thì đấy đã là một lựa chọn hết sức là dễ dàng. Nhất là khi trò chơi sẽ không chết trong vòng 4 ngày. Nhưng mà liệu đây sẽ lại là một cú flop nữa của nhà Valve hay sẽ là một cú hit mới để Riot có thể học hỏi, sao chép? Hôm nay hãy cùng Phê Game chúng mình đi tìm hiểu một tí nhé. Nào, hãy cùng bắt đầu thôi. PS5 Pro full phụ kiện hiện nay có giá là 800 đô, nhưng để mình gợi ý cho bạn một lựa chọn thiết thực hơn mà lại có nhiều game để chơi hơn, đó chính là bộ PC gaming tốt nhất phân khúc 19 triệu của PCM với các màn hình Asus RTX 4060 Ti Dual OC 8GB, sở hữu vẻ ngoài đậm chất gaming, mang đến hiệu suất và hiệu năng vượt trội, xử lý mọi tác vụ từ gaming đến làm việc. Chưa hết, bạn sẽ sở hữu thêm CPU Intel Core i5 12400F, ông hoàng CPU gaming tập trung cùng RAM 16GB DDR4, SSD 500GB chuẩn NVMe nữa. Tất cả sẽ được cấp nguồn 750W và đặt bên trong vỏ case IGO C218M đẹp, rộng, thoáng mát. Ngoài ra, bạn còn có thể thoải mái tùy chỉnh nâng cấp cấu hình hoặc tăng giảm hiệu năng tùy nhu cầu và sở thích, như tăng RAM, SSD, nâng cấp lên tản nhiệt nước một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy truy cập ngay vào website pcmarket.vn hoặc đến trực tiếp các showroom của PCM để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể nhé. Đừng quên đọc code Phê Game để được giảm ngay 300.000 nữa nhé. Đầu tiên thì chắc là phải đi qua Deadlock là gì đã. Deadlock là một trò chơi hero shooter với yếu tố MOBA được phát triển bởi Valve và hiện tại nó vẫn chưa được chính thức ra mắt. Thậm chí ban đầu thì bạn còn không thể tìm được trò chơi này trên Steam theo cách bình thường. Thay vào đó thì mọi thứ bắt đầu bằng một tin đồn. Nó diễn ra kiểu như thế này. Một ngày đó, một nhân viên nào đó của Valve đang ngủ thì nhận được báo mộng đến từ thánh Kelvin. Và ông ấy nói, con trai à, có muốn chơi một tựa game eSports đỉnh cao mà ta vừa mới nấu ra không? Tất nhiên, câu trả lời là có. Và Kelvin cũng không quên dặn, đừng có mà leak, rồi ông biến mất. Phần còn lại là lịch sử. Theo như kinh thánh thì chuyện nó xảy ra như vậy, còn chính xác thế nào thì mình cũng không biết. Ngày 1 chẳng có gì xảy ra cả, ngày 2 cũng vậy, nhưng mà tới hiện tại giờ ai cũng chơi Deadlock. Thế nên là bạn hiểu là chuyện gì xảy ra ở đấy. Có ai đó đã leak game, và Valve thì quyết định là mọi thứ đang có lợi cho mình, vậy nên là họ chẳng làm gì cả. Mặc dù lúc ban đầu thì có luật iLeak sẽ bị ban, nhưng mà giờ thì mọi thứ đã trở nên thoải mái. Bạn sẽ có thể đi mời đủ thể loại người vào để thử game. Giờ là đến phần gameplay, thứ mà theo cảm nhận của mình thì khá là gây nghiện. Mặc dù đôi khi mình cũng chẳng biết là mình vừa làm gì, vì mọi thứ trong này sẽ khá là hỗn loạn. Nó như kiểu là Dota 2 nhưng mà bạn nhét một đống hero biết bắn súng vào game vậy. Nghe cứ như tẩm đái, nhưng mà từ từ đã, chuyện đâu còn có đó. Chúng ta sẽ đi từ khởi điểm của mọi trận đấu trước. Người chơi sẽ bắt đầu bằng việc chọn cho mình tối thiểu là 3 vị tướng theo ý muốn. Bạn còn có thể tùy chọn mức ưu tiên cho tướng mà mình thích. Ở đây, tuy là vào trong game có được chơi tướng mình muốn hay là không thì đấy lại là vấn đề về nhân phẩm. Sau đó thì bạn sẽ chỉ cần chờ trong khoảng 2 giây là đã có trận, một tốc độ không thể chóng mặt hơn. Cũng dễ hiểu khi mà trò chơi đang rất là hot. Giờ thì trong mỗi trận đấu, bản đồ sẽ bao gồm 4 đường khác nhau và hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên cho bạn. Mặc dù chắc là lúc sau Valve sẽ cho vào chức năng chọn lên vì giờ có hơi bất cập. Còn hiện tại, bạn sẽ chỉ có thể nhảy khỏi dây đu và tự làm ăn trong công tác này. Cùng với đó thì vì đây là một tựa game 6v6, thế nên sẽ có hai lane có người phải solo. Tuy nhiên giờ mọi thứ vẫn còn đang khá đơn giản với khái niệm các role trong game. Nhưng mà trong tương lai khá chắc là các game thủ sẽ cook một cái gì đó, như kiểu là high support đi đảo lên các kiểu chẳng hạn, đại loại thế. Còn giờ thì chắc là mình sẽ cứ nghe theo lời chỉ dẫn của AI và nó xếp vào đâu thì mình đi đó vậy. Giờ thì trong lane, bạn sẽ có thể farm lính và deny lính. Đúng vậy, deny bằng cách bắn những linh hồn bay ra từ xác của lính địch. Việc này sẽ tính như thể bạn vừa hôi một nửa giá trị của chỉ số farm, thế nên khuyến khích là nên làm điều này thật nhiều để chiếm lợi thế. Việc này khiến cho tựa game trở nên độc đáo hơn rất nhiều so với những trò chơi bắn súng thuần túy hoặc hero shooter ngoài kia như Valorant, nơi mà bạn sẽ chỉ chăm chăm dùng kỹ năng rồi headshot đối phương, hoặc Overwatch, nơi mà gameplay sẽ chỉ bao gồm những màn combat để đẩy một cái xe bò nào đó đến đích. Cái việc mà cho lính vào để farm đã biến trò chơi trở nên giống với một tựa game MOBA hơn. Ngoài ra còn là trụ các thể loại, nhà chính, bãi quái rừng, mặc dù trong này thì không có rừng và chúng thì không thể di chuyển để stack cam như trong Dota. Ngoài ra còn là hệ thống lên đồ được chế biến hết sức kỹ lưỡng, từ những item rẻ tiền dễ farm cho đến những món cực đắt, mang đến cho người chơi nhiều lợi ích khác nhau, chúng đều sẽ có trong này. À, chúng ta còn có cả BKB, dẫn đến combo yêu thích nhất của mình, pick Haze, tăng hình chạy vào giữa team, bấm ulti rồi bật BKB, cực kỳ có tác dụng, trừ khi bạn đang thọt không thể tả được thì thôi, không khuyến khích đâu nhé. Quay lại vấn đề thì bản đồ của trò chơi sẽ còn bao gồm rất nhiều yếu tố MOBA khác như là rune, cổng tele và đâu đó là con Baron ở giữa bản đồ, thứ mà trong Deadlock có tên là Mid Boss. Thế nên các bạn hiểu ý mình rồi đấy. Deadlock nó giống như một tựa game MOBA hơn là game bắn súng. Mô tả đúng nhất với nó chắc là chỉ có Dota nhưng mà chơi với súng. Điều này không làm yếu đi mặt bắn súng của game, tựa game vẫn sẽ cho bạn khá lợi thế để bạn có thể găm đủ đạn vào người địch. Điều này chỉ góp phần mang đến nhiều loại người chơi hơn. Thứ theo mình thấy trong xuyên suốt hơn 100 giờ chơi là có đâu đó 3 dạng người chơi Deadlock. Dạng 1 là những người chỉ biết bắn súng, đi lên với dân chuyên chơi CS, Apex, Valorant các kiểu thì bạn sẽ bị headshot khá đau và đạn thì cứ như dính vào người vậy. Bọn này khi mà lên được đổ cái thì lên của bạn sẽ khá là thảm. Tuy vậy thì họ lại không có tí kiến thức nào về MOBA cả. Khi sắp có ulti thì thay vì đẩy lên kiếm mạng, họ sẽ lại đứng yên để farm vì một lý do nào đó. Nhưng mà quan trọng là đạn bắn rất dính. Dạng 2 là những người chỉ biết chơi MOBA, bắn súng sẽ khá là bù mắt. Nhưng mà để bù trừ cho hạn chế này thì họ sẽ đi đẩy lẻ hoặc pick những tướng chẳng cần kỹ năng êm. Ngoài ra thì họ sẽ áp dụng nghệ thuật Watt Dota và bắt đầu đi đẩy lẻ. Họ cũng sẽ cắm đầu vào farm hết quái rừng, đôi khi đã là 60 phút. Nhà chính đang bị đẩy, nhưng họ thì vẫn đang đi đẩy lề, farm quái rừng. Bạn à, nó không phức tạp như thế đâu, về mà đép đi chứ. Dạng 3 sẽ là những người có thể chơi cả hai thể loại. Mình đoán là như vậy. Hậu quả sau khi gặp bọn này thì kết cục sẽ không đẹp tí nào cả. Thay vào đó là mọi thứ kết thúc có hơi nhanh một tí. 10 phút và trụ của bạn đã bay hết, không hiểu kiểu gì luôn. Nhưng mà mình sẽ blame đồng đội như là những tựa game eSports khác vậy. Hoặc một vài người có thể làm dạng 4, Pháp Sư Trung Hoa. Bạn biết là mình đang nói đến thứ gì ở đấy. Việc này sẽ được mình nhắc đến ở phần vấn đề của game ở đoạn sau của video. Câu chuyện cân bằng luôn là một vấn đề đau đầu dành cho những nhà phát triển game eSports. Thế nên khi mà Deadlock vừa xuất hiện thì việc này đã luôn được đặt một dấu chấm hỏi lớn. Liệu họ sẽ đi theo hướng nớp những thứ quá OP hay sẽ lại đi theo hướng của Dota 2 rằng không có gì OP nếu tất cả mọi thứ đều OP? Theo như những gì mà 100 giờ chơi vừa qua của mình cho thấy thì có vẻ là hướng 2 khi mà ta có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều thứ nó mất cân bằng cực kỳ trong này. Ví dụ như ulti của tướng Seven, thứ mà sẽ tạo ra một vùng điện gây sát thương diện rộng lên một khu vực. Khi nói rộng thì ý mình là nó cực kỳ rộng ý. Nếu đang combat hang say mà Seven phe địch dùng cái ulti này thì bạn tốt nhất là nên đi trốn. Đứng trong này càng lâu thì bạn sẽ được trải nghiệm cảm xúc của những tử tù ngày xưa khi bị sốc điện. Cách duy nhất để chống lại chiêu thức này là trốn sau một bức tường nào đó. Nhưng mà nếu thế thì địch sẽ dễ dàng đấm bạn. Ngoài ra là còn cách dùng khống chế cứng. Tuy vậy thì đôi khi Seven sẽ ở trên cao và bạn thì chẳng có cách nào sờ vào được người hắn. Thế nên đây là một thứ rất khó chịu. Để có thể chống lại được thì chắc là chỉ có dùng một thứ OP tương tự để làm ăn. Dùng ulti của Haze và sấy hút máu mọi kẻ địch xung quanh đó, hoặc là dùng bất cứ thứ gì có thể hút máu mọi kẻ địch gần đấy, hoặc đơn giản là bắn chết Seven ngay trên không bằng hai phát súng của Vindicta. Tóm lại là bạn sẽ chỉ có thể dùng những thứ OP tương tự nhau để chống lại sự mất cân bằng trong thời gian này. Nhưng mà việc này không áp dụng cho Kelvin Frozen. Mỗi lần phải đi lên với cái thứ điên loạn này thì đấy là một trải nghiệm hết sức là khó chịu. Từ làm chậm các kiểu đến bay trên không bằng băng, đấy là còn chưa kể đến cái lồng băng khốn nạn. Valve mà cập nhật cơ chế ban tướng thì Kelvin chắc chắn sẽ nằm trong danh sách của nhiều người chơi. Về phần này thì chắc là mình cũng chẳng biết phải nói gì quá nhiều. Tựa game tuy đang ở trong một giai đoạn nào đó sớm hơn cả beta nhưng mà lại được làm khá là chỉ chu. Ý mình là hơn hẳn Dota 2 bản alpha vào tầm 2010 ý. Bạn biết là mình đang nói đến thứ gì rồi mà. Mặc dù đối với Deadlock thì một vài hiệu ứng trên người nhân vật vẫn chưa quá đầy đủ như lửa trên đầu của Infernus hay làn sương khói mờ ảo trên đầu của Haze chẳng hạn. Hiện tại thì ít nhất trò chơi đã có đầy đủ những yêu cầu tối thiểu về mặt hình ảnh, không còn cái việc ảnh đại diện của kỹ năng được vẽ trên paint hay là từ một nguồn kỳ quặc nào đó nữa. Mọi thứ đều đã được thiết kế một cách hết sức chuẩn chỉ, từ những góc cạnh nhìn hết sức điện ảnh của tấm bản đồ đến những đường ngầm phía bên dưới bản đồ, tất cả đều được làm một cách rất cẩn thận. Nhất là khi nó được lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc đến từ New York, vậy nên bạn sẽ cảm nhận được một tí New York trong khi chơi. Chuột ở đây cũng rất là to nữa, giống hệt ngoài đời luôn. Và trong cả quá trình chơi thì mình chẳng gặp phải bất kỳ vấn đề nào về mặt kỹ thuật như giật lag hay là drop FPS này nọ. Thế nên cảm giác khi chơi lúc nào cũng khá là tốt. Ngoài ra thì tựa game còn đang khá nhẹ, ý mình là cực kỳ là nhẹ ý. Khi mà mình có thể mở 2-3 trò chơi cùng lúc trong khi đang chơi Deadlock trên con máy đời tống của mình. Chẳng ai mà biết được là trong tương lai thì trò chơi sẽ thế nào, liệu sẽ còn nhẹ thế này hay không. Nhưng mà hiện tại thì mọi thứ là rất tốt. Và bạn biết gì không, tuy chưa hoàn thiện 100% nhưng mà những nhân vật của Deadlock trông đã xịn hơn Concord rất là nhiều, hết sức là khó hiểu luôn. Nếu có gì cần phải cải thiện thì chắc là hệ thống ping của game. Đã có quá nhiều lần mà khi đang farm lính hết sức nhẹ nhàng tình cảm, hoàn toàn không có gì cản được mình và đàn lúa thân thiện cả. Mình đã gần như thấm nhuần được triết lý của Chovy để farm vượt thời gian, thậm chí là còn nắm bắt được tâm lý đối thủ, khai phá được thiên cơ để đấm vào đầu bạn liên tục. Mặc dù phần lớn những lời mình vừa nói là không có thật, cùng với việc chẳng bắn được gì nhiều lắm, nhưng mà nói như vậy để trông nó có lợi thế một tí. Tuy nhiên thì hết sức là bất công khi đột nhiên có 4 thanh niên từ cái chỗ rừng rú nào đó xuất hiện, và đấy là một câu chuyện không có kết thúc đẹp. Một số người có thể sẽ đổ cho việc mình không để ý đến ping, do gà, vấn đề kỹ năng, vân vân mây bay. Nhưng mà kính thưa quý tòa, thân chủ của tôi không nhìn được là do chẳng có gì quá nổi bật khi ping cả. Đâu đó sẽ chỉ là một lời thoại, thứ mà nếu bạn không cực kỳ để ý thì nó sẽ trôi khá nhanh. Thêm vào đó là đoạn chat ở dưới hình đại diện nhân vật như thế này. Còn lại thì sẽ chẳng có gì cảnh báo bạn rằng thảm họa sắp đến cả. Thôi thì không sao, Valve chắc là sẽ cải thiện sớm hệ thống này mà thôi. Vì dù gì thì đây cũng chỉ là phiên bản alpha cực sớm của tựa game thôi mà. À đấy là còn chưa kể đến hệ thống anti-cheat yếu ớt của trò chơi, thứ mà đã ngay lập tức cho người chơi trải nghiệm sức mạnh đến từ các pháp sư Trung Hoa. Và mình thì sẽ không hy vọng gì quá nhiều về khả năng chống hack của nhà Valve, vậy nên là ký sự check hack phiên bản Deadlock chăng? Thế tóm lại thì Deadlock có phải là một tựa game đáng để chơi hay không? Theo mình thì 100% là đáng. Thêm vào đó thì nó lại còn là một trò chơi free to play, thứ mà bạn chỉ cần một lời invite từ đồng đội thân thiết. Thế là chúng ta đã có Deadlock để thả sức mà thử, và tiềm năng trong tương lai của trò chơi còn có thể nói là khá lớn. Cứ tưởng tượng việc Valve ném vào trong này vài cái skin đẹp rồi thêm vài quần book như trong Dota, đưa giá trị tiền thưởng lên tầm 20 củ Mỹ Kim các kiểu. Lần này thì nhớ là phải bịt mồm bọn game thủ chuyên nghiệp trước khi chúng nó phát biểu ngáo ngơ, còn mấy ông Việt Nam thì nhớ phải check email nhé. Quay lại vấn đề thì mình còn nghe được phong phanh là tuyển thủ Overwatch chuyên nghiệp đang bỏ qua để chơi Deadlock. Thế nên là có thể thấy trò chơi đang đi đúng hướng, trừ khi Valve phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó, còn không thì tựa game sẽ khá là khó để thất bại đấy. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không thử Deadlock ngay và luôn nhờ, game đang rất hot rồi, khởi đầu sớm một tí đâu có hại gì đâu. Còn về phần đánh giá thì chắc là bọn mình sẽ cho con game này tầm 25 viên đạn được vẽ trên tường trên tổng số 100 viên, vì bắn có trúng đâu cơ chứ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.